khởi động cho một tháng mới nha các bác nha. Tại các nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ luôn đặt ra yêu cầu cao nhất, đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trở lại băng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.